bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách tạo tự động hàng loạt nhiều nhãn vở bảng tên, giấy khen, bằng chứng nhận hay là thư, phiếu điểm, bản báo cáo cho cùng lúc nhiều người theo một danh sách tên và thông tin sẵn có một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất mà không phải thực hiện thủ công theo kiểu cắt dán hay điền thông tin của từng người sẽ rất là mất thời gian. Bạn chỉ cần có sẵn hai loại file sau. Thứ nhất là file dữ liệu ở định dạng trang tính Microsoft Excel. Thứ hai là các file biểu mẫu thiết kế trên Microsoft Word. Mình cũng sẽ hướng dẫn sơ qua cách thiết kế các mẫu giấy khen và phiếu tổng kết điểm thế này bằng Canva và PowerPoint. Tuy nhiên, để các bạn có thể thực hành theo luôn cho nhanh, thì mình sẽ đính kèm tất cả các file gồm file dữ liệu lẫn các mẫu thiết kế dùng trong video này ở dưới phần mô tả của video nhé. Hãy bấm vào phần mục lục thời gian của video để được chuyển đến nội dung mà bạn quan tâm. Yêu cầu của các loại file trước khi thực hiện mail merge đó là đối với file dữ liệu Excel, dòng đầu tiên phải là dòng tiêu đề của các cột dữ liệu giống như thế này. Dữ liệu của từng đối tượng phải được nhập lần lượt theo từng dòng bên dưới. Lưu file dữ liệu đã hoàn thiện ở một thư mục. Đối với file biểu mẫu, bạn có thể soạn thảo trực tiếp trên Word hoặc tìm các template đẹp trên Google hay tự thiết kế bằng các công cụ khác. Trong video, mình sẽ hướng dẫn nhanh cho bạn tham khảo cách thiết kế bằng Canva và PowerPoint. Tuy nhiên, dù dùng công cụ nào đi nữa thì định dạng file cuối cùng chúng ta cần có phải là định dạng file Microsoft Word. Và đừng lo, dù bạn chọn dùng công cụ nào thì mình cũng sẽ hướng dẫn bạn cách để chuyển nó về định dạng Word. Đầu tiên, chúng ta thực hành thử làm giấy khen bằng chứng nhận hàng loạt cho một danh sách tên có sẵn. Trước hết, bạn cần có mẫu giấy khen, có thể tìm trên Google hay là Canva bằng một số từ khóa gợi ý sau đây. Nếu muốn tự thiết kế để đảm bảo về vấn đề bản quyền khi sử dụng giấy khen, bạn có thể dùng Canva. Nếu bạn chưa từng dùng Canva bao giờ thì hãy xem lại video hướng dẫn đầy đủ của mình trước nhé. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn nhanh cách mình đã thiết kế với Canva như thế nào. Ở trang chủ, bạn click chọn Tạo thiết kế mới, gõ Certificates và chọn khổ giấy thiết kế ngang hay dọc, đổ màu nền cho trang, vào Element, mục Line and Shape, tìm một shape hình đám mây, đổ màu trắng, rồi tạo thêm một đám mây nữa, cũng đổ màu trắng, bật đường viền, giảm độ đậm đường viền và đổi màu đường viền để trang trí. Tiếp tục vào Element, gõ từ khóa sau để tìm băng rôn ghi tiêu đề. Để trang trí thêm thì bạn có thể chèn các sticker từ thư viện Canva hay tải lên từ máy tính của bạn. Nếu có logo riêng thì cũng có thể tải lên để chèn vào. Tiếp tục vào Text để chèn các hộp chữ, tiêu đề và nội dung khen thưởng. Chừa chỗ nếu bạn muốn chèn chữ ký lên sau. Nhớ lưu ý để trống phần tên người trên giấy khen. Thiết kế xong, giờ chúng ta sẽ tải file. Tuy nhiên, vấn đề là hiện tại Canva không hỗ trợ tải xuống thiết kế dưới định dạng Word. Thế thì bạn cứ tải xuống trang thiết kế dưới định dạng PDF. Có file PDF rồi thì có thể chuyển từ PDF thành Word bằng các công cụ Convert File Online. Hoặc nếu nhanh và tiện nhất thì dùng chính Microsoft Word để convert file PDF luôn. Bạn chỉ cần mở ứng dụng lên, chọn Open, chọn tìm kiếm và dẫn đến thư mục mà bạn đã lưu file thiết kế PDF tải từ Canva. Chọn mở file, cửa sổ thông báo quá trình convert file sắp diễn ra, nhanh hay chậm và kết quả thế nào thì cũng tùy vào đặc điểm file PDF ban đầu. Như trường hợp file này của mình thì việc convert khá ổn, bố cục và hình ảnh hợp chữ gần như được giữ nguyên. Nếu bố cục hay phông chữ mà bạn chọn trong Canva khi convert bị lỗi, thì có thể bật chế độ cho phép chỉnh sửa Enable Editing để tự đổi lại phông chữ khác mà máy tính bạn có. Rồi giờ đã có file thiết kế ở định dạng Word như mong muốn rồi, mình sẽ Insert Text Box, chèn hộp chữ vào vị trí cần điền tên ở đây. Để dễ thao tác với hộp chữ hơn thì bấm chuột phải vào hộp chữ, chọn Wrap Text để đổi vị trí của Text Box so với văn bản thành Square, Tile hay In Front of Text. Kiểm tra lại lần nữa file Excel danh sách tên người được khen thưởng đã đúng thông tin và nhập liệu theo từng dòng chưa. Nếu ổn rồi thì quay lại Word, bấm vào tab Mailing, chọn Start Mail Merge và click vào Normal Word Document. Tiếp tục qua đến thẻ Select Recipient để xác định nguồn dữ liệu. Vì chúng ta đã có sẵn file dữ liệu Excel rồi, nên bạn sẽ chọn Use an Existing List, rồi tìm thư mục chứa file Excel lúc nãy đã lưu. Nếu file Excel có nhiều trang tính thì bạn cần xác nhận trang tính nào trong file Excel đó mà bạn muốn liên kết dữ liệu. Nhớ check vào lựa chọn ở đây để xác định rằng dòng đầu tiên của trang tính chứa tiêu đề của các cột. Bấm OK.
Trông thì có vẻ như không có gì thay đổi, thế nhưng thật ra các nút chức năng trộn thư Mailmerge đã hoạt động được. Lít chọn chữ trong Textbox đã chèn sẵn, sau đó ở thẻ Mailing, chọn Insert Merge Field. Đây chính là các thông tin bạn có thể chèn vào, nó tương ứng với các cột thông tin mà bạn đã tạo trong file Excel như họ tên, ngày tháng, giới tính, vân vân. Chúng ta chỉ cần thông tin là họ tên đầy đủ mà thôi, nên bạn click chọn Full Name, click vào Textbox để canh giữa, tăng cỡ chữ, đổi phông chữ và đổi màu chữ lại cho phù hợp với thiết kế, xóa luôn đường viền của hộp chữ. Giờ bạn có thể bấm vào đây ở thẻ Mailing để xem thử trước kết quả việc điền tên tự động vào giấy khen. Đây là tên người thứ nhất trong file Excel. Bấm Next để xem tiếp giấy khen của những người tiếp theo. Danh sách trong Excel có bao nhiêu dòng dữ liệu thì sẽ có bấy nhiêu bảng giấy khen. Ví dụ nếu bây giờ bạn đổi ý chỉ muốn tạo giấy khen trước cho một vài người trong danh sách Excel ban đầu mà thôi, vậy thì có thể bấm vào Edit Recipient List để điều chỉnh lại. Đây chính là bảng dữ liệu từ file Excel của bạn. Click vào tên những người cần loại trừ khỏi danh sách tạo giấy khen lần này. Sau khi thực hiện xong lệnh Mail Merge, bạn click Finish and Merge để hoàn thành. Bạn có thể chọn xuất ra file giấy khen, hay in ấn luôn, hay gửi mail các bạn giấy khen này. Khi chọn xuất ra file riêng, bạn có thể chọn tạo file giấy khen tất cả mọi người trong danh sách, hay chỉ trang giấy khen hiện tại, hay giấy khen của người từ số thứ tự bao nhiêu đến bao nhiêu. Sau đó bạn sẽ thấy một file mới xuất hiện. Trong file này sẽ gồm nhiều trang, mỗi trang là một giấy khen riêng của từng người. Nhớ lưu lại file này nhé. Còn nếu bạn muốn in ấn luôn các giấy khen thì chọn vào đây và cũng xác định muốn in hết hay in riêng lẻ theo lựa chọn. Trong trường hợp bạn muốn gửi email cho từng người giấy khen của họ thì bấm vào đây và làm tiếp theo hướng dẫn. Nếu bạn có nhu cầu được hướng dẫn thêm về việc gửi mail hàng loạt như vậy thì mình sẽ hướng dẫn riêng cho một video khác cho đỡ rối nhé. Như bạn thấy, việc làm giấy khen thì khá đơn giản rồi vì chỉ có một trường thông tin cần điền dạng chữ. Giờ mình sẽ hướng dẫn bạn với ví dụ làm các mẫu phiếu báo điểm, báo cáo kết quả học tập vì nó sẽ có nhiều loại dữ liệu cần chèn hơn để bạn biết cách xử lý nếu có khó khăn với các lỗi về định dạng thường hay gặp. Trước hết, để có mẫu phiếu báo điểm thế này, bạn có thể tự soạn thảo trên Word hay dùng các từ khóa gợi ý sau để tìm mẫu có sẵn trên Google và Canva. Nếu bạn dùng Canva thì xem cách chuyển đổi từ định dạng file là PDF thành Word như mình hướng dẫn ở đầu video. Còn với mẫu phiếu báo điểm này thì mình đã tự thiết kế trên PowerPoint. Nếu bạn muốn làm định dạng trang giấy dọc giống mình thì tạo file PowerPoint mới. Ở thẻ Design, chọn Slide Size, chọn Custom Slide Size và chọn cỡ A4 và định dạng slide dọc. Tiếp tục, bạn đổ màu nền slide, chèn logo trường lớp hay là vài sticker trang trí ở các góc, thêm vào các hộp chữ tiêu đề, các phần thông tin họ tên học sinh, giáo viên, lớp, ngày tháng năm sinh, v.v. Bên dưới là bảng để ghi điểm lần lượt các môn học, thêm ô điểm tổng trung bình các môn học, còn có thể thêm phần điểm đạo đức rèn luyện, đánh giá mức chuyên cần, v.v. Bạn hãy điều chỉnh lại nội dung theo nhu cầu sử dụng của bạn nhé. Để xuất file đã thiết kế xong trong PowerPoint, bạn vào File, chọn Export, chọn Tạo định dạng file PDF, xác định và nhớ nơi lưu file ở đâu. Giờ mở Microsoft Word ra, chọn Open, tìm file PDF vừa tạo và mở để thực hiện quá trình convert nó sang định dạng của Word. Giờ đã có file Word như mong muốn rồi, tiếp tục chọn Insert, Textbox, chèn các hộp chữ vào những vị trí sẽ cần điền thông tin. Có thể bấm chuột phải vào hộp chữ, chọn Wrap Text để chọn kiểu vị trí của hộp chữ là Square hay In Front of Text. Có các hộp chữ trống rồi, giờ bạn chọn Tab Mailing, chọn Start Mail Merge và click vào Normal Word Document. Tiếp tục chọn Select Recipient để xác định nguồn dữ liệu. Chọn file dữ liệu Excel có sẵn trong máy tính như ví dụ đầu tiên đã thực hành. Xác nhận trang tính có dữ liệu liên kết là trang 1. Bấm OK. Bắt đầu thực hiện liên kết dữ liệu, click chọn chữ trong Textbox họ tên học sinh. Ở thẻ Mailing, chọn Insert Merge Field. Chọn thông tin tương ứng cần chèn đó là Full Name. Tương tự ở hộp chữ giáo viên thì Insert Merge Field là Teacher. Ở hộp chữ lớp học thì Insert Merge Field là Class. Bật chế độ Review Result để xem trước lần lượt các kết quả. Tuy nhiên, khi bạn chèn Mail Merge cho giá trị ngày tháng năm sinh, khi bật chế độ xem trước, bạn có thể thấy nó bị lỗi hiển thị định dạng sai hay bị đảo ngược ngày tháng.
Chẳng hạn trong file Excel định dạng là ngày tháng năm, còn ở đây lại bị chuyển thành tháng ngày năm hay là tháng bị ghi thành chữ. Để khắc phục, bạn click chuột phải vào giá trị đang chèn, nhấn phím tắt Shift F9 hoặc chọn Toggle Field Code, kéo hộp chữ to ra để xem được hết. Ở kế dấu đóng ngoặc của đoạn mã, bạn gõ thêm đoạn công thức sau. Đoạn mã này có nghĩa là định dạng lại dữ liệu thành ngày ngày, tháng tháng và năm hiển thị 4 ký tự. Xong, bạn click chuột phải lần nữa vào đoạn code đang nhập, chọn Update Field để cập nhật lại định dạng mới. Thế là định dạng ngày tháng đã được sửa lại, thu nhỏ lại hộp chữ như ban đầu. Bạn chỉ cần thực hiện duy nhất một lần như vậy, tất cả các phiếu điểm khác cũng sẽ đồng bộ theo. Đến các phần trang điểm từng môn học, bạn tiếp tục thực hiện lần lượt môn nào thì insert merge field giá trị của môn đó, cũng như gắn merge field giá trị của cột đánh giá rèn luyện đạo đức và điểm chuyên cần, điểm trung bình tất cả môn học. Lưu ý với định dạng phần trăm của điểm chuyên cần, thì bạn nên để định dạng số tự nhiên ở bảng tính Excel, rồi tự thêm ký hiệu phần trăm vào sau khi insert merge field. Nếu bạn để định dạng phần trăm trong Excel từ đầu thì có thể gặp lỗi lúc liên kết dữ liệu. Lưu ý thêm nữa với định dạng của điểm trung bình các môn học, bạn có thể gặp phải vấn đề đó là số thập phân hiển thị quá nhiều số lẻ phía sau thế này. Bạn nên dùng hàm round để làm tròn kết quả trong file Excel trước. Nếu phần bị lỗi thì có thể khắc phục bằng cách chọn giá trị đang chèn, nhấn Shift F9 hoặc Toggle Field Code. Ở kế dấu đóng ngoặc, gõ thêm vào đoạn công thức sau, dấu gạch nghiêng trái, dấu thăng và số 0 nếu muốn làm tròn thành số nguyên, 0.0 nếu muốn làm tròn đến hàng phần chục, 0.00 nếu bạn muốn làm tròn đến hàng phần trăm. Xong, click chuột phải vào đoạn code, chọn Update Field để cập nhật lại tất cả dữ liệu theo định dạng mới. Cuối cùng, bạn điều chỉnh lại các hộp chữ đã chèn dữ liệu, xóa màu nền các hộp chữ, xóa outline đường viền quanh hộp chữ, đổi kích cỡ chữ, canh lại lề và vị trí, đổi phông chữ hay màu chữ, bật chế độ xem trước kết quả và lướt xem sơ qua các mẫu phiếu điểm đã được điền thông tin sẽ trông như thế nào. Nếu dữ liệu danh sách học sinh có thay đổi thì bạn click vào Edit Recipient. Trong bảng dữ liệu từ file Excel, bấm vào tên những người không muốn xuất giấy báo điểm hay cập nhật lại theo thay đổi mới nhất của file dữ liệu Excel. Để hoàn thành, bạn bấm Finish and Merge, chọn vào đây để xuất ra thành một file Word. Chọn xuất tất cả phiếu điểm hay chỉ riêng các phiếu từ số thứ tự nào đến số thứ tự nào. Bạn sẽ có một file Word nhiều trang, mỗi trang là một phiếu điểm của một người. Nếu bạn đã kết nối với máy in và muốn in ấn luôn các giấy báo điểm thì chọn vào đây và cũng xác định muốn in hết hay là in riêng lẻ. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách thiết kế mẫu giấy khen, phiếu báo điểm với Canva, PowerPoint, cách điền thông tin hàng loạt và tự động vào giấy khen phiếu điểm từ Excel sang Word với tính năng Mail Merge. Mail Merge là tính năng rất hữu ích và quan trọng trong ứng dụng thực tiễn. Nếu bạn quan tâm thắc mắc đến các kỹ thuật tương tự như làm nhãn dán, thẻ tên, bìa thư v.v. cũng như cách khắc phục các lỗi thường gặp khi Mail Merge thì hãy để lại bình luận cho mình biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!